Hôm nay được vào anh, được anh Bình Hà Nội và tôi anh dẫn vào nhà anh Đào Thanh Anh. May mắn quá tôi và được bạn Tuấn Channel. Tuấn đây. Đấy, Tuấn đấy, Tuấn hơi đẹp trai ấy. Bonsai Channel đấy. Bonsai Channel. Chúng tôi sẽ vào review cái khuôn viên vườn của anh Đào Thanh Anh. Đây là khu đô thị gì anh? Đây là khu đô thị Village Simcoe. Ok, chúng ta đi vào nhé. Ờ, vào nhé. À đây là họ mới làm. Họ tạo hình thêm tường vi thì phải. Phải không? À cúc à? À tối quá nhìn ra đua cúc. Cúc hay là cây hoa ngũ sắc? Ngũ sắc đúng không? Xem cái củ được không? À họ cũng tạo hình cái củ ở dưới chân cơ. Ở phía này này, phía này này. Đấy. À không có củ đâu anh ạ. Đây là nó, đây là. Nhưng mà nó không. Đây là củ, đây là ấy. Đây là loại, đây hàng phân nhân. Nhưng mà họ chọn cái hàng phân nhân để mà anh em mình vào nhà đi. Vào nhà trước hả? Đây, khuôn viên nhà anh ở đây. Ây da, làm thác nước rất là đẹp. Đó, khuôn viên nó này vào làm đẹp. Nhìn mê ly. Sáng phối hợp rất là hài hòa. Đây là bàn chảo uống nước này. Anh mình đừng có hái trộm quả nhá. Đi đâu cũng quen cái tật cứ hái trộm quả. Đây anh Bình và anh Đào Thanh Anh này. Đây gia chủ. Cái quả là anh thích thôi. Đại gia à, quên cái gì nó bảo anh cái gì đại gia hàng chợ. Anh nói bé nhá, đây đang live stream ấy nhá. Nhưng mà phải công nhận là anh Đào Thanh Anh là anh ý thiết kế cái tổng quan rất là đẹp. Cái tổng thể cảnh quan anh làm rất đẹp. Nhiều người làm đi làm lại đấy. Và làm đi làm lại vài lần mà anh Đào Thanh Anh làm là em phải công nhận là anh ý làm thiết kế rất bài bản. Đây cái me này. Treo cái lồng chim à, gia chủ thẩm mỹ rất tốt. Cái tùng La Hán. À, mà Tuấn đồng nghiệp cứ tác nghiệp nha Tuấn nhá. Đẹp này mà. Đây cái phi lao này. Phi lao này lối bắc. Tôi thì thích cái lối cây đặc bắc thế nhưng mà tôi gặp cái cách làm lũa của các nghệ nhân Đà Lạt như này tôi cũng rất là say mê này. Họ làm lũa không khác gì quốc tế luôn. Nó là tiếp thu học hỏi rất nhanh. Cây trắc bách diệp. Đây là cây sộp này, sộp già. Đấy, cái thông ba lá, cái thông siêu phong này có đường nét rất là hay, đẹp. Cái thông ba lá này, đường nét này, đúng nét mắc này, Tuấn này. Cái khỉu này, khỉu hồi về nét bắc là cái tay đưa ra này, khúc khỉu này. Nó quá già, cả bộ tay cành này của nó thì đúng là anh không thể đoán được cái tay cành này của nó làm mất bao lâu. Đây, anh nhìn bộ tay cành này. Ánh sáng vẫn đủ, thoải mái, đẹp. Cái me đẹp quá. Lâu lâu gặp cái me đẹp này. Soi vào trong này, từ gốc lên này.
Với bộ tay cành đi quá khó. Ra bên trong có tùm lá hán này, đây cây nguyệt quế này, cây ly sam 5 triệu quả. Dạ. Sao được vậy? Giờ thì vừa mới cái xanh. Cái xanh này như anh Đào Thanh Anh giới thiệu là cái xanh của ông Tài, một trong những nghệ nhân làm cây lâu năm đẹp có tiếng ở Hà Nội, lớp người cũ. Tác phẩm tên là gì nhỉ? Cái này chắc chắn là rất già rồi. Bóng mắt về hương, tên này quá. Cây chắc bách diệp. Ở kia là cây xanh. Đi vòng quanh đúng không anh? Thế là vòng quanh luôn. Và quay kính luôn. Quay kính. Và sẽ thành một phòng điều hòa luôn đúng không? Ở dưới là nó cứ lung lay tự do kìa. Không, khi đưa vào khớp và nó chắc lắm. Đây, với cái gian kính này đẩy ra thì nó sẽ thành một phòng kính. Anh Bình là ý tưởng mới. Anh Bình... Anh Bình thì nhiều ý tưởng lắm. Quá hay đấy. Hay đấy. Cái này công ty mình hay nước ngoài làm hả anh? Mình làm à? Cái lầu trà này cho em nhiều ý tưởng ấy. Là chúng ta sẽ có một cái phòng để ngồi vào ngày mùa đông. Mùa đông, mùa hè, ấm cúng, không sợ thời tiết, ngoài trời. Một cái ý tưởng rất là hay cho anh em chơi cây nhá. Bác nào có sân thượng nhìn mô hình này. Chỉ một cây bonsai giá rẻ là các bạn có ngay một căn phòng rất là đẹp. Review. Chuẩn luôn. Và bộ tràng kỷ 1/7 cái cây thôi. Một phôi xanh Nam Điền là có ngay. Và giả mini đây là chết luôn. Ủa anh Bình buổi tối nhìn đẹp dai thật. Anh Bình ạ. Không đều thật, buổi tối nhìn cực đẹp dai luôn. Ánh sáng ở chỗ này, thiết kế ánh sáng nó làm Do mấy cái đèn lồng mà là nhìn ánh sáng nhìn xuống rất là đẹp. Tuấn ơi, ra đây ngồi xem nhìn em có đẹp dai không? Lúc đấy thì nhìn Tuấn đẹp dai lấn át hết, nhưng mà đến bây giờ thì anh em là bằng nhau. Đúng rồi. Ai cũng đẹp hết. Anh Bình nhìn đẹp không? Đẹp. Hả? Ánh sáng mà đây nhìn anh Bình đẹp dai này mà. Đẹp. Mà tóc còn dày.
Nó khen câu trước câu sau nó lại đá đau mình. Nhưng mà ánh sáng ở đây đẹp thật, nhìn rất đẹp trai. Phải công nhận. Nhìn người đẹp, cây cũng đẹp. Dẹp cây, anh Bình dẹp cây. Vâng, anh ấy cũng giống người China.